Trăng đêm nay vẫn rơi bên hồ, tương tư nhớ mong em hoài. Cô đơn trong đêm sương rơi lạnh, mang theo bóng em nơi này. Na 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 na. Ai ai ya ai ai ya. Ngân nga câu ca với phím đàn vang lên tiếng yêu ngập ngừng. Ai đang trên tay đôi khăn hồng, yêu thương xanh đôi mai này. Na 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 na. Ai bên hiên nghe tiếng mưa, ai đang trong mong nhớ thương, ai trên tay nâng phím dây đàn ai ai ai. Tương tư như một giấc mơ, lang thang đi khắp bốn phương, quên đi bao nhiêu nhớ thương này, dẫu biết nơi đây chỉ là mơ. Từng ngày từng giờ chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi, từng ngày từng giờ lắng nghe nỗi nhớ đêm dài. Từng ngày từng giờ chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi. Chính em nơi con gái đến từ nơi phương xa, cho anh đây lầm tưởng rằng em là tìm nữ phương nào khiến anh thao thức hàng đêm ngồi đây hát ca, ngồi đây e a phím dây đàn, từng cơn yêu thương trong anh ngập tràn, ôm gánh từng từ một mình đêm vắng thêm hoa anh cất bước nhớ nàng. Trăng đêm nay ngắm nhìn em bên cửa, mây trôi gió khẽ ngồi đây bên lửa, từng từ trong anh từng đêm thao thức tình yêu dành em như ngọn lửa thẹn nỗi cô đơn riêng anh từng ngày nhớ em bất kể đêm hay ngày. Đừng nga khúc dao phím nguyệt cầm một mình anh vẫn mãi nơi này. Ai bên hiên nghe tiếng mưa, ai đang trong mong nhớ thương, ai trên tay nâng phím dây đàn ai ai ai. Tương tư như một giấc mơ, lang thang đi khắp bốn phương, quên đi bao nhiêu nhớ thương này, dẫu biết nơi đây chỉ là mơ. Từng ngày từng giờ chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương. Chờ mong mãi, từng ngày từng giờ thầm thương mãi, từng ngày từng giờ lắng nghe nỗi nhớ đêm dài. Ai chờ ai, ôi à, thầm thương em, từng ngày chờ mong tiếng yêu này. Nhưng cớ sao người cứ vô tình để mình anh lặng thinh trong nỗi nhớ đong đầy. Mình là Cao Bá Hưng, năm nay 18 tuổi. Hiện tại mình đang là học sinh trường Trung học Phổ thông Marie Curie. Và ngoài ra công việc của mình là sản xuất âm nhạc, sáng tác ca khúc và hòa âm phối khí. Ca khúc đầu tiên được Hưng sáng tác vào năm 13 tuổi. Hồi đó học trong trường có thích một chị lớn hơn 2 tuổi, nhưng mà không biết làm thế nào để mà tỏ tình cho nó độc đáo. Thì Hưng thử ngồi piano và cứ thế đã ra đời một ca khúc đầu tiên của Hưng sáng tác. Hồi đó rất là lãng tử thư sinh, một mình bên cây đàn piano vừa đánh vừa hát tặng ca khúc đó và bị từ chối. Sau lần đó Hưng nghĩ mình nên chuyên tâm vào con đường sáng tác nhiều hơn và tiếp tục nó đến bây giờ. Các sáng tác của Hưng chủ yếu xoay quanh chủ đề về tình yêu, bạn bè, thầy cô, mái trường hay thậm chí là thành phố nơi Hưng đang sinh sống. Đa số các sáng tác của Hưng đều bắt nguồn từ việc phổ thơ, từ thơ thành nhạc. Dạ. Con đọc thử bài thơ nào anh, em thường hay làm cho anh nghe thử coi. Em có một bài thơ tên là Tương Tư là là ca khúc em sẽ hôm nay mang gửi đến. Khanh ai thương nhớ tình này, thương ai sao vẫn lệ nhòe mi cay, yêu thương cứ thế đong đầy, nhạt nhòa đêm vắng bồi hồi mê say. Dệt từng nỗi nhớ thành mây, gửi vào tia nắng sợi yêu thương này. Tương tư một tấm thân gầy, cớ sao nàng vẫn bao ngày chưa hay. Wow, em làm bài thơ này năm bao nhiêu tuổi? Dạ, bài thơ này em làm cách đây 2 năm là khoảng tầm 16 tuổi đúng không? Tương tư là một ca khúc nói về những cảm xúc thầm thương trộm nhớ của một người con trai đối với người con gái. Qua đó Hưng muốn mang văn học Việt Nam đến gần hơn với các bạn khán giả trẻ hiện nay, đặc biệt là âm nhạc dân tộc. Đối với Hưng,
âm nhạc từ lâu đã không còn là niềm đam mê nữa. Nó đã trở thành sứ mệnh và cuộc sống của Hưng. Lần này, Hưng sẽ cố gắng hết sức. Rất là tài năng. Em giới thiệu về mình đi. Con xin chào bốn vị huấn luyện viên và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại đây ạ. Con tên là Cao Bá Hưng. Hiện tại con là nhạc công biểu diễn đàn tỳ bà ạ. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 18 tuổi ạ. Rất trẻ. Thật ra thì khi mà em giới thiệu là Cao Bá Hưng thì anh có liên tưởng đến một nhân vật kiệt xuất của Việt Nam, đấy chính là cụ Cao Bá Quát. Thì anh không hiểu là dòng họ Cao Bá nhà mình có liên quan gì đến với nhau không em? Dạ, em chính là cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát ạ. Xin lỗi con ạ. Bây giờ như này nhá, đừng ngắt lời tôi vội Phong. Thật ra thì là một cái niềm rất là tự hào. Cái mà gọi là dân gian đương đại chính là cái vừa rồi của em đấy. Chất liệu âm nhạc em khai thác rất là tốt. Vì với 18 tuổi thì phải nói là như thế này là rất là tuyệt vời rồi. Mà anh cũng là một trong những người gặt cần đầu tiên. Bởi vì anh thật sự là thích cái chất liệu âm nhạc của em, thích cái cách em thể hiện. Và anh nghĩ rằng âm nhạc dân gian ấy thì đôi khi mình không cần phải áo the khăn xếp, bởi vì chính trên một cái tiết tấu rất là mạnh như vậy nhưng cái chất dân tộc nó vẫn bộc lộ ra trong em. Và lại thêm một câu rất là cũ từ đầu đến giờ là nếu về với đội của tôi thì chắc chắn cái phần văn chương của em sẽ được đẩy lên đến tận cùng. Cảm ơn em. Em xin cảm ơn ạ. Anh Sơn, anh chắc anh có vấn đề về trí nhớ chứ em là người bấm đầu tiên mà. Thì tôi nói là tôi là một trong những người bấm đầu tiên. Sao một trong những được, hình như anh là bấm thứ ba đấy. Tôi cũng đồng ý với cả nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Tôi cũng đồng ý với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, đó là sở dĩ tại sao tôi lại là người bấm sau cùng, vì là tôi muốn nghe toàn bộ cái bài hát của em. Thế nhưng mà quả thực là tôi cũng háo hức quá, tôi muốn biết được là cái người sáng tác bài này và một cái người hát bài này như thế nào. Thế nhưng người bấm sau cùng hay người đầu tiên thì dường như nó cũng không quan trọng lắm, mà cái chính là cái người sẽ hướng em, hướng dẫn em ra sao, giúp đỡ em. Nếu mà không quan trọng thì anh Sơn đâu có nói là một trong những người bấm đầu tiên, đúng không? Người đâu bấm đầu tiên là bấm đầu tiên chứ không phải một trong những. Đúng rồi, bấm đầu tiên là bấm đầu tiên. Bấm đầu tiên nó quan trọng lắm á. Anh à, thực sự đấy. Không, thật ra rất là quan trọng. Thật ra thì em là một cái của quý của cái chương trình như thế này rồi. Bởi vì cũng rất là hiếm có những cái tiết mục nào mà tất cả bốn chúng tôi đều cảm thấy rất là sung sướng. Và cái điều đặc biệt nữa, tức là em còn rất là trẻ, 18 tuổi và đang đi mày mò, đang đi định hình. Và đây, theo tôi, chính là con đường đi của em. Em cất lên tiếng nói thế hệ của em. Và đặc biệt là dòng họ Cao Bá là cái mà về văn học, về văn chương và phải nói là quái kiệt. Ngày xưa khi mà đọc về gọi là thánh Cao Bá Quát thì đúng là kinh khủng lắm. Nhá, em nhá. Bây giờ thì để nhường lời cho nhạc sĩ Hải Phong. Bữa nay mới biết là người bấm thứ ba là một trong những người bấm đầu tiên. Lạ ghê. Không lẽ như vậy là người thi cuộc thi xong về thứ ba cái một trong những quán quân à? Như vậy thì nó không đúng anh chị ha. Mình cùng phe đi. Dạ em nói trước hay là anh nói trước? Anh có nhiều điều muốn nói lắm, bởi vì là anh lại bất đồng quan điểm với lại hai vị này. Chú thì chú thấy là hợp lý khi chọn cái bộ trang phục này, bởi vì chú thích nhất cái phong thái khi đọc rap và với cái quạt trên tay và diễn cách đó. Chú để ý rất nhiều bởi vì là chú rất thích cái cách đó, bởi vì nó rất là hợp lý. Và hơn nữa chú rất là ngại khi mà đọc rap là bắt đầu bạn nào cũng như thế này và con đã không làm cái đó, đúng không ạ? Tức là đã tránh được cái động tác này và Hưng đã tặng cho cái động tác rap đó theo một cái cách khác. Điều đó nó thuyết phục chú. Điều thứ hai là tôi đã từng trải nghiệm làm việc với nhóm bốn chị em của Hưng, đã biết các bạn này đều là những người chơi âm nhạc dân gian. Và như vậy thì cái việc đưa âm nhạc dân gian vào đây, điều đó nó không làm chú ngạc nhiên, nhưng làm chú ngạc nhiên ở cái chỗ là nó rất là tự nhiên với cái tiết tấu trên đó. Và chú muốn hỏi rằng là ai làm cái beat nhạc đó, ban nhạc làm hay là Hưng tự làm cái beat nhạc đó? Dạ thưa chú, ca khúc vừa rồi là bản phối do con thực hiện ạ. Wow. Tức là bạn Hưng làm trên phần mềm luôn. Vâng ạ, con làm trên phần mềm. Logic hay là phần mềm gì? Dạ Logic ạ. Mà Logic là hợp với anh Đức Trí rồi. Anh Logic là phải về đây rồi. Logic là phải về đây rồi. Cho nên không. Nói thật lòng nha. Hưng sáng tác á rất là thông minh, ngũ cung tuyệt vời,
Và đây là một người gọi là sư phụ về nhạc dân tộc. Và cái sứ mệnh của Hưng dường như là khá rõ ràng. Con muốn truyền tải cái âm nhạc dân gian, dân tộc của mình đúng không? Vâng ạ. Nói thật lòng là con không thể rời thầy Đức Trí về với đội này. Chưa chắc. Chính xác. Chưa chắc đâu. Ê, ông lại bảo chưa là ông dân gian. Hai người cùng một phe à? Thật ra thì không có ai là phe ở đây đâu. Nhưng mà thôi thì với một cái tuổi 18 là con có thể chịu trách nhiệm trước pháp luật được rồi. Đúng không? Thế thì chúng ta cũng không nên là tác động quá đối với một cái tuổi mà đã trưởng thành. Và hãy để tiếng nói của người trưởng thành cất lên nha. Con có thể về đội của chú cũng được. Đúng không anh chị? Đúng không anh chị? Ngay sau lưng đúng không? Là ở ngay sau lưng, không có đội đâu xa. Thôi được rồi con ạ, bây giờ như này này, con về đội của anh Hải Phong đi. Vì tôi nghĩ là như vậy là rất là tốt, rất là tốt cho tất cả chúng ta. Bởi vì là cái hòa khí của huấn luyện viên ấy thì cũng phải làm giảm bớt lại và cho nó có hòa khí một chút, chứ bây giờ cứ căng thẳng quá như này. Tức là anh Trí không nhường rồi đấy. Đúng không anh Trí? Anh Trí nên thế đấy anh Trí. Anh không nhường đúng không anh Trí? Anh có kịp nói gì đâu. Thôi con quyết định đi. Dạ con xin cảm ơn bốn vị huấn luyện viên đã bấm chọn con ạ. Ngay từ lúc đăng ký chương trình, người mà con nghĩ chắc chắn sẽ về đó là... nhạc sĩ Đức Trí ạ. Con xin phép được bắt tay cả bốn vị huấn luyện viên ạ. Ôi con ơi, thôi chúc mừng con, đó cũng là lựa chọn hay đấy. Trẻ quá.